dỡ mình thẩm quả bưởi này mọi người nhé. Quả bưởi da xanh lên mọi người nhé, mình mua tại quán này. Được có hơn 1 cân. Gọt ra xem có cái gì. Tí hơn. Mua theo size đi. Mùi màu hơi hồng mọi người nhé. Mình thử gọt ra nào. Để cái là vỏ mỏng. Nó mà dày thì không có cái gì để ăn luôn đấy. Thẩm định thì quả bưởi hai nhỏ đây. Quan trọng là chất lượng mọi người này, bé to quan trọng. Cũng rất là dễ bóc mọi người nhé, đây nướng vào đây. Rất là mỏng. Thì nắm sẽ bóc thật sạch mọi người nhé. Rất ngon. Huy hè mà. Cái điểm của nó là không có hạt. Quả này xem này. Quả này vỏ dày hơn nhé. Quả này có vỏ non hơn đấy. Yeah.
cùng một loại bưởi mọi người nhé. Đây cho mọi người xem. Bưởi này size được hơn 1 cân đâu. 1 cân đến 1 cân mốt là quả đây mọi người. Quả này thì lại có hạt mọi người. Mình ăn thử quả này xem nó ngon. Quả này ăn lại ngon hơn quả kia đấy mọi người ạ. Không có vị he. Bóc thử một lần nhé. Cho khoảng nó lên rồi nhé. Chúng mình có thử cái quả nhìn một sau đây. Quả có hạt thì có vẻ ngon hơn đấy. Nhìn nó già hơn mọi người. Nhìn cái tép là quả trước này. Trông rất là lâu. Đấy, thế này. Hai quả. Hai quả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.